Chiều qua ngày 10 tháng 8, đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì buổi kiểm tra. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến nay, Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Khê đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Việc quán triệt trong các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan đơn vị địa phương về các quan điểm chỉ đạo định hướng cải cách tư pháp theo tinh thần nghị quyết 49 và kết luận số 84 của Bộ Chính trị được quan tâm triển khai, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của từng ngành tư pháp. Qua kiểm tra đã chỉ ra một số hạn chế, khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp ở quận Thanh Khê, như ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân còn hạn chế, chất lượng hoạt động cải cách tư pháp ở một số cơ quan địa phương chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những nỗ lực của quận Thanh Khê trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp, đề nghị quận Thanh Khê cần tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách tư pháp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo giải quyết những hạn chế tồn tại, có các giải pháp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân, doanh nghiệp, giải quyết tốt các tin báo tố giác tội phạm, tăng cường hiệu quả hoạt động bổ trợ tư pháp và giám định tư pháp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới.